Bakelite, the birth of modern plastics. In 1907, Leo Hendrik Baekeland, a Belgian scientist working in New York, discovered and patented a revolutionary new synthetic material. His invention, which he named Bakelite, was of enormous technological importance, and effectively launched the modern plastics industry. The term plastic comes from the Greek plasen, meaning to mold. Some plastics are derived from natural sources, some are semi-synthetic, the result of chemical action on a natural substance, and some are entirely synthetic, that is, chemically engineered from the constituents of coal or oil. Some are thermoplastic, which means that, like candle wax, they melt when heated and can then be reshaped. Others are thermosetting, like eggs, they cannot revert to their original viscous state, and their shape is thus fixed forever. Bakelite had the distinction of being the first totally synthetic thermosetting plastic. The history of today's plastics begins with the discovery of a series of semi-synthetic thermoplastic materials in the mid-19th century. The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors: immense technological progress in the domain of chemistry, coupled with wider cultural changes, and the pragmatic need to find acceptable substitutes for dwindling supplies of luxury materials such as tortoise shell and ivory. Baekeland's interest in plastics began in 1885 when, as a young chemistry student in Belgium, he embarked on research into phenolic resins, the group of sticky substances produced when phenol, carbolic acid, combines with an aldehyde, a volatile fluid similar to alcohol. He soon abandoned the subject, however, only returning to it some years later. By 1905 he was a wealthy New Yorker, having recently made his fortune with the invention of a new photographic paper. While Baekeland had been busily amassing dollars, some advances had been made in the development of plastics. The years 1899 and 1900 had seen the patenting of the first semi-synthetic thermosetting material that could be manufactured on an industrial scale. In purely scientific terms, Baekeland's major contribution to the field is not so much the actual discovery of the material to which he gave his name, but rather the method by which a reaction between phenol and formaldehyde could be controlled, thus making possible its preparation on a commercial basis. On July 13, 1907, Baekeland took out his famous patent describing this preparation, the essential features of which are still in use today. The original patent outlined a three-stage process, in which phenol and formaldehyde, from wood or coal, were initially combined under vacuum inside a large egg-shaped kettle. The result was a resin known as novolic, which became soluble and malleable when heated. The resin was allowed to cool in shallow trays until it hardened, and then broken up and ground into powder. Other substances were then introduced, including fillers, such as wood flour, asbestos or cotton, which increased strength and moisture resistance, catalysts, substances to speed up the reaction between two chemicals without joining to either, and hexa, a compound of ammonia and formaldehyde which supplied the additional formaldehyde necessary to form a thermosetting resin. This resin was then left to cool and harden, and ground up a second time. The resulting granular powder was raw bakelite, ready to be made into a vast range of manufactured objects. In the last stage, the heated bakelite was poured into a hollow mold of the required shape and subjected to extreme heat and pressure, thereby setting its form for life. The design of bakelite objects, everything from earrings to television sets, was governed to a large extent by the technical requirements of the molding process. The object could not be designed so that it was locked into the mold and therefore difficult to extract. A common general rule was that objects should taper towards the deepest part of the mold, and if necessary the product was molded in separate pieces. Molds had to be carefully designed so that the molten bakelite would flow evenly and completely into the mold. Sharp corners proved impractical and were thus avoided, giving rise to the smooth, streamlined style popular in the 1930s. The thickness of the walls of the mold was also crucial. Thick walls took longer to cool and harden, a factor which had to be considered by the designer in order to make the most efficient use of machines. Baekeland's invention, although treated with disdain in its early years, went on to enjoy an unparalleled popularity which lasted throughout the first half of the 20th century.
It became the wonder product of the new world of industrial expansion, the material of a thousand uses. Being both non-porous and heat-resistant, Bakelite kitchen goods were promoted as being germ-free and sterilizable. Electrical manufacturers seized on its insulating properties, and consumers everywhere relished its dazzling array of shades, delighted that they were now, at last, no longer restricted to the wood tones and drab browns of the pre-plastic era. It then fell from favor again during the 1950s, and was despised and destroyed in vast quantities. Recently, however, it has been experiencing something of a renaissance, with renewed demand for original Bakelite objects in the collector's marketplace, and museums, societies and dedicated individuals once again appreciating the style and originality of this innovative material. Sự ra đời của nhựa hiện đại. Năm 1907, Leo Hendrik Bakeland, một nhà khoa học Mỹ làm việc tại New York, đã phát hiện và được cấp bằng sáng chế một loại vật liệu tổng hợp mới mang tính cách mạng. Phát minh của ông được đặt tên là Bakelite, có tầm quan trọng rất lớn về công nghệ, và phát minh này tạo ra một ngành công nghiệp nhựa hiện đại rất hiệu quả. Thuật ngữ nhựa plastic có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp plasen, có nghĩa là đúc hay nặn. Một số chất dẻo có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên, một số là chất bán tổng hợp là kết quả của phản ứng hóa học trên một chất tự nhiên, và một số là hoàn toàn tổng hợp, đó là được chiết xuất hóa học từ các thành phần than hoặc dầu. Một số là loại dẻo nóng, có nghĩa là giống như sáp đèn cầy, chúng sẽ tan chảy khi bị nung nóng và sau đó có thể được định hình lại. Những loại khác là nhựa phản ứng nhiệt như trứng, chúng không thể trở lại trạng thái nhớt hay sệt như ban đầu, và do đó hình dạng của chúng là cố định và là đặc tính đặc biệt cho loại nhựa Bakelite, một loại nhựa phản ứng nhiệt tổng hợp hoàn toàn đầu tiên. Lịch sử của nhựa này ngày nay bắt đầu từ việc phát hiện ra một loạt các vật liệu nhiệt dẻo bán tổng hợp vào giữa thế kỷ 19. Những động lực đằng sau sự phát triển của những chất dẻo đầu tiên này được tạo ra bởi một số yếu tố, đó là tiến bộ công nghệ to lớn trong lĩnh vực hóa học, cùng với những thay đổi văn hóa rộng lớn và nhu cầu thực tế để tìm ra những vật liệu thay thế chấp nhận được đối với sự suy giảm nguồn cung cấp nguyên vật liệu sang trọng như mai rùa và ngà voi. Niềm đam mê về nhựa của Bakelite bắt đầu vào năm 1885 khi cậu còn là một sinh viên hóa học trẻ tại Bỉ. Lúc đó cậu đã bắt tay vào nghiên cứu loại nhựa phenolic, nhóm các chất dính được sản xuất khi phenol acid carbolic kết hợp với aldehyde, một chất lỏng dễ bay hơi tương tự như rượu. Tuy nhiên, Bakelite đã sớm từ bỏ chủ đề này và chỉ trở lại nghiên cứu nó một vài năm sau đó. Vào năm 1905, Bakelite đã là một người giàu có ở New York, mà anh đã kiếm được cả gia tài của mình với việc phát minh ra một loại giấy ảnh mới. Trong khi Bakelite bận rộn tích lũy kiếm tiền thì các nhà khoa học đã đạt được một số tiến bộ khi nghiên cứu và phát triển nhựa. Những năm 1899 và 1900 cho thấy các vật liệu phản ứng nhiệt bán tổng hợp đầu tiên có thể được sản xuất trên quy mô công nghiệp. Trong điều kiện khoa học thuần túy, đóng góp lớn của Bakelite trong lĩnh vực này không phải là phát minh ra vật liệu mang tên ông, mà là phương pháp dùng phản ứng hóa học giữa phenol và formaldehyde được kiểm soát, làm cơ sở để thương mại hóa sản phẩm. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1907, Bakelite lấy bằng sáng chế nổi tiếng của mình, mô tả quá trình chuẩn bị này và các tính năng thiết yếu trong đó vẫn đang được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Các bằng sáng chế ban đầu vạch ra một quá trình gồm 3 giai đoạn, trong đó phenol và formaldehyde từ gỗ hoặc than đầu tiên kết hợp dưới chân không bên trong một ấm đun nước hình quả trứng lớn. Kết quả là làm ra một loại nhựa gọi là Novalac,
dễ hòa tan và dễ uốn khi đun nóng. Nhựa trên được làm mát trong khay cạn cho đến khi cứng lại và sau đó được làm vỡ ra và nghiền thành bột. Sau đó người ta cho các chất khác vào, bao gồm các chất độn như bột gỗ, amiang hoặc bông để làm tăng tính bền và khả năng chống ẩm, chất xúc tác, chất để tăng tốc độ phản ứng giữa hai chất hóa học mà không tham gia vào một trong hai chất đó, và hexa, một hợp chất aminoác, và formaldehyde để cung cấp lượng formaldehyde bổ sung cần thiết nhằm tạo ra một loại nhựa nhiệt rắn. Nhựa này sau đó để nguội và cứng lại và được nghiền lần thứ hai, kết quả là cho ra các bột hạt chính là nhựa bakelit thô sẵn sàng để được sản xuất quy mô lớn. Trong giai đoạn cuối cùng, nhựa bakelit bị hâm nóng được đổ vào một khuôn rỗng với các hình dạng theo yêu cầu và chịu được độ nóng và áp lực rất cao để hình thành nên hình dạng ban đầu cho nó. Các thiết kế của các loại nhựa bakelit, tất cả mọi thứ từ hoa tai đến tivi đều được điều chỉnh bởi một quá trình đúc với yêu cầu kỹ thuật rất cao. Các loại nhựa này không thể được thiết kế để bị kẹt trong khuôn mà khó tháo ra. Quy tắc chung là nhựa cần được cắt thon gọn về phía phần sâu nhất của khuôn, và nếu cần thiết sản phẩm được đúc trong những phần riêng biệt. Khuôn mẫu phải được thiết kế cẩn thận để nhựa bakelit nóng chảy sẽ chảy đều hoàn toàn trong khuôn. Các góc nhọn tỏ ra không thực tế lắm, và do đó để tránh trường hợp này, các góc này được làm mịn theo phong cách streamline rất phổ biến trong những năm 1930. Độ dày của khuôn cũng rất quan trọng. Nếu thành thuôn dày sẽ mất nhiều thời gian để làm mát và làm cứng, một yếu tố để các nhà thiết kế xem xét để làm cho việc sử dụng đạt hiệu quả nhất. Mặc dù phát minh của Bakelin trong những năm đầu bị mọi người khinh thị, nhưng nó đã trở nên phổ biến chưa từng có, kéo dài suốt nửa đầu thế kỷ 20, khi nó đã trở thành sản phẩm kỳ diệu của việc mở rộng công nghiệp trong thời đại thế giới mới. Vật chất đa công dụng là loại không xốp và chịu nhiệt. Các mặt hàng bếp dùng nhựa bakelit, hàng bếp được quảng cáo là không có mầm bệnh và tiệt trùng. Các nhà sản xuất điện đã đánh mạnh vào tính năng cách nhiệt của nhựa bakelit và người tiêu dùng ở khắp nơi đều rất hứng khởi vì được dùng các loại nhựa với màu sắc khác nhau mà không còn bị giới hạn trong các tông màu gỗ hay nâu xám xịt của thời đại nhựa trước đó. Sau đó, loại nhựa này đã mất sự ưa thích của công chúng một lần nữa trong năm 1950 và nó đã xem thường và bị phá hủy với số lượng lớn. Tuy nhiên, gần đây nó đã trở lại thời kỳ phục hưng với nhu cầu mới của các đối tượng dùng nhựa bakelit trong thị trường, các nhà sưu tập và ở các bảo tàng, các xã hội và các cá nhân yêu thích loại nhựa này, mà một lần nữa nó lại được đánh giá cao bởi phong cách và nét độc đáo của chất liệu sáng tạo này. What's so funny? John McCrone reviews recent research on humor. The joke comes over the headphones. Which side of a dog has the most hair? The left. No, not funny. Try again. Which side of a dog has the most hair? The outside. Ha! The punchline is silly yet fitting, tempting a smile, even a laugh. Laughter has always struck people as deeply mysterious, perhaps pointless. The writer Arthur Koestler dubbed it the luxury reflex, unique in that it serves no apparent biological purpose. Theories about humor have an ancient pedigree. Plato expressed the idea that humor is simply a delighted feeling of superiority over others. Kant and Freud felt that joke-telling relies on building up a psychic tension which is safely punctured by the ludicrousness of the punchline. But most modern humor theorists have settled on some version of Aristotle's belief that jokes are based on a reaction to or resolution of incongruity, when the punchline is either a nonsense or, though appearing silly, has a clever second meaning.
Graham Ritchie, a computational linguist in Edinburgh, studies the linguistic structure of jokes in order to understand not only humor but language understanding and reasoning in machines. He says that while there is no single format for jokes, many revolve around a sudden and surprising conceptual shift. A comedian will present a situation followed by an unexpected interpretation that is also apt. So even if a punchline sounds silly, the listener can see there is a clever semantic fit and that sudden mental aha is the buzz that makes us laugh. Viewed from this angle, humor is just a form of creative insight, a sudden leap to a new perspective. However, there is another type of laughter, the laughter of social appeasement, and it is important to understand this too. Play is a crucial part of development in most young mammals. Rats produce ultrasonic squeaks to prevent their scuffles turning nasty. Chimpanzees have a play face, a gaping expression accompanied by a panting ah noise. In humans, these signals have mutated into smiles and laughs. Researchers believe social situations, rather than cognitive events such as jokes, trigger these instinctual markers of play or appeasement. People laugh on fairground rides or when tickled to flag a play situation, whether they feel amused or not. Both social and cognitive types of laughter tap into the same expressive machinery in our brains, the emotion and motor circuits that produce smiles and excited vocalizations. However, if cognitive laughter is the product of more general thought processes, it should result from more expansive brain activity. Psychologist Vinod Goel investigated humor using the new technique of single event functional magnetic resonance imaging, FMRI. An MRI scanner uses magnetic fields and radio waves to track the changes in oxygenated blood that accompany mental activity. Until recently, MRI scanners needed several minutes of activity and so could not be used to track rapid thought processes such as comprehending a joke. New developments now allow half-second snapshots of all sorts of reasoning and problem-solving activities. Although Goel felt being inside a brain scanner was hardly the ideal place for appreciating a joke, he found evidence that understanding a joke involves a widespread mental shift. His scans showed that at the beginning of a joke the listener's prefrontal cortex lit up, particularly the right prefrontal believed to be critical for problem-solving. But there was also activity in the temporal lobes at the side of the head, consistent with attempts to rouse stored knowledge, and in many other brain areas. Then when the punchline arrived, a new area sprang to life, the orbital prefrontal cortex. This patch of brain tucked behind the orbits of the eyes is associated with evaluating information. Making a rapid emotional assessment of the events of the moment is an extremely demanding job for the brain, animal or human. Energy and arousal levels may need to be retuned in the blink of an eye. These abrupt changes will produce either positive or negative feelings. The orbital cortex, the region that becomes active in Goel's experiment, seems the best candidate for the site that feeds such feelings into higher-level thought processes, with its close connections to the brain's subcortical arousal apparatus and centers of metabolic control. All warm-blooded animals make constant tiny adjustments in arousal in response to external events, but humans, who have developed a much more complicated internal life as a result of language, respond emotionally not only to their surroundings, but to their own thoughts. Whenever a sought-for-answer snaps into place, there is a shudder of pleased recognition. Creative discovery being pleasurable, humans have learned to find ways of milking this natural response. The fact that jokes tap into our general evaluative machinery explains why the line between funny and disgusting, or funny and frightening, can be so fine. Whether a joke gives pleasure or pain depends on a person's outlook. Humor may be a luxury, but the mechanism behind it is no evolutionary accident. As Peter Dirks, a psychologist at William and Mary College in Virginia, says, "I like to think of humor as the distorted mirror of the mind. It's creative, perceptual, analytical and lingual. If we can figure out how the mind processes humor, then we'll have a pretty good handle on how it works in general." Những nghiên cứu gần đây về tính hài hước. Câu nói đùa được kể qua tai nghe. Bên nào của con chó có nhiều lông nhất? Bên trái.
Không, không buồn cười. Thử lại lần nữa, bên nào của con chó có nhiều lông nhất? Bên ngoài. Ha, câu trả lời thật là ngớ ngẩn, nhưng lại phù hợp, có thể gợi nên một nụ cười, thậm chí là tạo nên tiếng cười. Tiếng cười luôn luôn tìm đến con người với tư cách là một thứ gì đó bí ẩn, hoặc có thể là vô nghĩa. Tác giả Arthur Koestler gán cho nó cái tên gọi là phản xạ xa xỉ. Độc đáo ở chỗ nó không nhằm phục vụ bất kỳ mục đích sinh học rõ ràng nào cả. Các học thuyết về tính hài hước có nguồn gốc lâu đời. Plato đã đưa ra ý tưởng rằng tính khôi hài chỉ đơn giản là một cảm giác hài lòng về sự vượt trội của bản thân so với những người khác. Kant và Freud cho rằng việc kể chuyện cười là nhờ vào quá trình xây dựng sự căng thẳng về tinh thần, mà sau đó sự căng thẳng này sẽ bị chọc thủng một cách dễ dàng nhờ vào độ buồn cười của nút thắt câu chuyện. Nhưng hầu hết các nhà lý luận về sự hài hước thời hiện đại đã lập luận từ một phiên bản khác của Aristotle rằng những câu chuyện cười là dựa trên phản ứng hoặc cách giải quyết đối với điều phi lý, khi mà nút thắt câu chuyện thường chẳng có ý nghĩa gì hoặc là có vẻ lố bịch, nhưng thật ra lại ẩn chứa hàm ý thú vị. Graham Christie, một nhà ngôn ngữ học dùng máy điện toán tại Edinburgh, nghiên cứu cấu trúc về mặt ngôn ngữ của các lời nói đùa, không chỉ để hiểu thêm về sự khôi hài mà còn nhằm tăng cường khả năng thấu hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận của máy móc. Ông cho rằng mặc dù những lời nói đùa không có một công thức cụ thể nào cả, nhưng thật ra nhiều câu chuyện đùa thường xoay quanh sự thay đổi các khái niệm một cách đột ngột và đáng kinh ngạc. Một diễn viên hài thông thường sẽ đưa ra một tình huống, sau đó lại đưa ra một lời giải thích mà người ta ít khi ngờ đến nhưng nghe vẫn phù hợp. Vì vậy, ngay cả khi lời kết của câu chuyện cười có vẻ ngớ ngẩn, người nghe vẫn có thể nhận thấy có một sự phù hợp về ngữ nghĩa nhất định, và tiếng reo aha đầy bất ngờ từ bộ não chính là điều khiến chúng ta cười. Nhìn từ góc độ này, hài hước chỉ là một hình thức sáng tạo, một bước nhảy vọt bất ngờ hướng đến một góc nhìn mới. Tuy nhiên, có một loại tiếng cười khác, đó là tiếng cười của sự nhượng bộ, mang tính xã hội mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về nó. Chơi đùa là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của các loài động vật có vú khi chúng còn nhỏ. Loài chuột phát ra tiếng chít chít ở dạng siêu âm để ngăn ngừa các cuộc đánh nhau của chúng trở nên quá bạo lực. Loài tinh tinh thì có một mặt cười, tức là trạng thái biểu cảm há hốc mồm kèm theo tiếng kêu a a. Ở loài người, những tín hiệu này tiến hóa thành nụ cười và tiếng cười. Các nhà nghiên cứu tin rằng các tình huống xã hội, chứ không phải là các sự việc liên quan đến nhận thức như trò cười, đã kích hoạt các công tác mang tính bản năng của ham muốn chơi đùa hay nhượng bộ. Mọi người thường nở nụ cười khi cưỡi đu quay trong hội chợ hoặc khi bị cù lét. Điều đó ra hiệu rằng họ đang trong trạng thái chơi đùa. Nó cho thấy họ có đang vui vẻ hay không. Cả hai kiểu cười mang tính xã hội và cười mang tính nhận thức đều tác động đến cùng một bộ phận biểu cảm chung trong bộ não chúng ta, nơi chứa các mạch thể hiện cảm xúc và các mạch vận động sản sinh ra tiếng cười và các âm thanh thể hiện sự hào hứng. Tuy nhiên, nếu tiếng cười mang tính nhận thức là sản phẩm của quá trình tư duy tổng quát hơn, thì nó sẽ là kết quả từ các hoạt động phát triển hơn của bộ não. Nhà tâm lý học Vinod Goyal đã nghiên cứu tính hài hước bằng cách sử dụng một phương pháp mới gọi là chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng fMRI, máy quét MRI, sử dụng từ trường và sóng vô tuyến để theo dõi sự thay đổi lượng oxy trong não khi liên kết cùng với các hoạt động trí óc. Cho đến gần đây, máy quét MRI cần đến vài phút mới hoạt động và do đó không thể sử dụng để theo dõi các quá trình tư duy diễn ra quá nhanh, chẳng hạn như việc nhận thức một câu chuyện đùa. Những tiến triển mới về công nghệ cho phép máy có thể chụp ảnh nhanh chỉ bằng 1/2 giây đối với tất cả các loại hoạt động lập luận và giải quyết vấn đề.
Mặc dù Goen cảm thấy rằng phần không gian ở trong một máy quét não không phải là một nơi lý tưởng để đánh giá một trò đùa, nhưng ông đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy để hiểu một câu chuyện đùa là cả một quá trình dịch chuyển liên tục về mặt tâm thần. Các nghiên cứu của ông cho thấy rằng khi mới nghe một câu chuyện hài, phần vỏ não ở trán trước của người nghe phát ra tín hiệu, đặc biệt là phần bên phải là bộ phận được cho là chuyên dùng để giải quyết vấn đề, nhưng cũng có các hoạt động ở phần thùy thái dương ở bên hông của đầu phù hợp với quá trình tác động đến vùng kiến thức được lưu trữ và ở nhiều vùng khác của bộ não. Sau đó, khi nút thắt của câu chuyện xuất hiện, một khu vực mới bắt đầu hoạt động, đó là phần vỏ não ở trán trước gần ổ mắt. Phần não này nằm sau các hốc mắt và có chức năng đánh giá thông tin, nhanh chóng đưa ra các đánh giá về mặt cảm tính đối với những sự kiện diễn ra trong chốc lát, chính là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực đến từ bộ não, dù là ở động vật hay ở loài người. Năng lượng và độ kích thích có thể cần phải được điều chỉnh. Chỉ trong nháy mắt, những thay đổi đột ngột này sẽ tạo ra những cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Vùng vỏ não ở hốc mắt, vùng bắt đầu hoạt động trong thí nghiệm của Goen, dường như là ứng cử viên tốt nhất cung cấp không gian cho quá trình nâng cấp những cảm giác thành những tư duy bậc cao. Bộ phận này còn liên kết chặt chẽ với các bộ máy kích thích dưới vỏ não và các trung tâm kiểm soát quá trình trao đổi chất. Tất cả các loài động vật hằng nhiệt đều tự điều chỉnh chút ít đối với các kích thích nhằm đáp ứng các sự việc bên ngoài. Nhưng đối với con người, vì chúng ta đã có một đời sống tinh thần phức tạp hơn nhiều nhờ phương tiện ngôn ngữ, nên chúng ta có những phản ứng về mặt tinh thần không chỉ đối với hoàn cảnh xung quanh mà còn tự phản ứng với chính suy nghĩ của bản thân mình. Bất cứ khi nào câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm bỗng dưng xuất hiện thì sẽ tồn tại một trạng thái thỏa mãn vì được thừa nhận, phát hiện ra sự sáng tạo, có thể mang lại niềm vui. Con người đã học cách lợi dụng phản ứng tự nhiên này. Sự thật rằng các chuyện đùa tác động vào bộ não, đánh giá tổng quát của bộ não đã giải thích vì sao ranh giới giữa hài hước và kinh tởm, giữa buồn cười và đáng sợ lại có thể dễ rõ ràng như thế. Một câu chuyện đùa tạo ra niềm vui hay đau khổ phụ thuộc vào cách nhìn của một người. Tính hài hước có thể xa xỉ, nhưng cơ chế đằng sau nó không phải là một quá trình tiến hóa ngẫu nhiên. Peter Dex, một nhà tâm lý học tại trường cao đẳng William và Mary ở Virginia, cho rằng: "Tôi thích nghĩ đến sự hài hước như là tấm gương méo mó của tâm trí, nó đầy sáng tạo, mang tính cảm quan, liên quan đến phân tích và ngôn ngữ. Nếu chúng ta có thể hiểu được não bộ xử lý tính hài hước như thế nào, thì chúng ta sẽ có một phương pháp giải quyết tốt đối với cách nó hoạt động nói chung." The birth of scientific English. World science is dominated today by a small number of languages, including Japanese, German, and French, but it is English which is probably the most popular global language of science. This is not just because of the importance of English-speaking countries such as the USA in scientific research. The scientists of many non-English-speaking countries find that they need to write their research papers in English to reach a wide international audience. Given the prominence of scientific English today, it may seem surprising that no one really knew how to write science in English before the 17th century. Before that, Latin was regarded as the lingua franca 1, a language which is used for communication between groups of people who speak different languages for European intellectuals. The European Renaissance, 14th-16th century, is sometimes called the revival of learning, a time of renewed interest in the lost knowledge of classical times. At the same time, however, scholars also began to test and extend this knowledge. The emergent nation-states of Europe developed competitive interests in world exploration and the development of trade. Such expansion, which was to take the English language west to America and east to India, was supported by scientific developments such as the discovery of magnetism, and hence the invention of the compass, improvements in cartography and, perhaps the most important scientific revolution of them all,
the new theories of astronomy and the movement of the Earth in relation to the planets and stars, developed by Copernicus, 1473-1543. England was one of the first countries where scientists adopted and publicized Copernican ideas with enthusiasm. Some of these scholars, including two with interests in language, John Wallis and John Wilkins, helped found the Royal Society in 1660 in order to promote empirical scientific research. Across Europe, similar academies and societies arose, creating new national traditions of science. In the initial stages of the scientific revolution, most publications in the national languages were popular works, encyclopedias, educational textbooks and translations. Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light, optics, in English. There were several reasons why original science continued to be written in Latin. The first was simply a matter of audience. Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience. Hence, popular science was written in English. A second reason for writing in Latin may, perversely, have been a concern for secrecy. Open publication had dangers in putting into the public domain preliminary ideas which had not yet been fully exploited by their author. This growing concern about intellectual property rights was a feature of the period. It reflected both the humanist notion of the individual, rational scientist who invents and discovers through private intellectual labor, and the growing connection between original science and commercial exploitation. There was something of a social distinction between scholars and gentlemen who understood Latin, and men of trade who lacked a classical education. And in the mid-17th century it was common practice for mathematicians to keep their discoveries and proofs secret, by writing them in cipher, in obscure languages, or in private messages deposited in a sealed box with the Royal Society. Some scientists might have felt more comfortable with Latin precisely because its audience, though international, was socially restricted. Doctors clung the most keenly to Latin as an insider language. A third reason why the writing of original science in English was delayed may have been to do with the linguistic inadequacy of English in the early modern period. English was not well equipped to deal with scientific argument. First, it lacked the necessary technical vocabulary. Second, it lacked the grammatical resources required to represent the world in an objective and impersonal way, and to discuss the relations, such as cause and effect, that might hold between complex and hypothetical entities. Fortunately, several members of the Royal Society possessed an interest in language and became engaged in various linguistic projects. Although a proposal in 1664 to establish a committee for improving the English language came to little, the Society's members did a great deal to foster the publication of science in English and to encourage the development of a suitable writing style. Many members of the Royal Society also published monographs in English. One of the first was by Robert Hooke, the Society's first curator of experiments, who described his experiments with microscopes and micrographia, 1665. This work is largely narrative in style, based on a transcript of oral demonstrations and lectures. In 1665 a new scientific journal, Philosophical Transactions, was inaugurated. Perhaps the first international English language scientific journal, it encouraged a new genre of scientific writing, that of short, focused accounts of particular experiments. The 17th century was thus a formative period in the establishment of scientific English. In the following century much of this momentum was lost as German established itself as the leading European language of science. It is estimated that by the end of the 18th century 401 German scientific journals had been established as opposed to 96 in France and 50 in England. However, in the 19th century scientific English again enjoyed substantial lexical growth as the Industrial Revolution created the need for new technical vocabulary, and new, specialized, professional societies were instituted to promote and publish in the new disciplines. Sự ra đời của tiếng Anh khoa học.
Ngày nay, khoa học thế giới bị thống trị bởi một số lượng nhỏ các ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Nhật Bản, Đức và Pháp, nhưng tiếng Anh có lẽ là ngôn ngữ khoa học toàn cầu phổ biến nhất. Đây không chỉ là vì tầm quan trọng của các nước nói tiếng Anh như Mỹ trong nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học của nhiều quốc gia không nói tiếng Anh thấy rằng họ cần phải viết những tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh để đạt được nhiều khán giả quốc tế. Với sự xuất chúng của khoa học tiếng Anh ngày hôm nay, không có ai thực sự biết làm thế nào để viết khoa học bằng tiếng Anh trước thế kỷ 17 là một điều có thể trông có vẻ như rất đáng ngạc nhiên. Trước đó, Latin được coi là lingua franca, một ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp giữa một nhóm người nói với những ngôn ngữ khác nhau, ngôn ngữ chung cho những lao động trí thức châu Âu. Thời kỳ phục hưng châu Âu từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16 đôi khi được gọi là sự phục hưng của việc học, một khoảng thời gian của những quan tâm được làm mới trong việc kiến thức bị mất của thời cổ đại. Tuy nhiên, cùng lúc đó các học giả cũng bắt đầu thử nghiệm và mở rộng kiến thức này. Các quốc gia nổi bật ở châu Âu đã phát triển những lợi ích mang tính cạnh tranh trong việc khám phá thế giới và sự phát triển của thương mại. Với sự mở rộng như vậy, để đưa tiếng Anh ở phía Tây sang Mỹ và phía Đông sang Ấn Độ đã được hỗ trợ bởi những phát triển khoa học, ví dụ như sự phát hiện của Nam Châm và từ đó dẫn đến việc phát minh của La Bàn, những cải tiến trong thuật vẽ bản đồ và, có lẽ là cuộc cách mạng khoa học quan trọng nhất trong số đó, những lý thuyết mới về thiên văn học và sự chuyển động của trái đất trong mối tương quan đến các hành tinh và các ngôi sao được phát triển bởi Copernicus năm 1473-1543. Nước Anh đã là một trong những nước đầu tiên nơi mà các nhà khoa học đã thông qua và công bố công khai ý tưởng Copernicus một cách nhiệt tình. Một số các học giả, bao gồm cả hai người với những quan tâm đến ngôn ngữ, John Wallis và John Wilkins, đã giúp thành lập Hội Hoàng gia vào năm 1660 để thúc đẩy nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Trên khắp châu Âu, những học viện và các xã hội tương tự phát triển mạnh, tạo ra truyền thống dân tộc mới của khoa học. Trong những giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa học, hầu hết các ấn phẩm trong các ngôn ngữ quốc gia là các công trình từ điển bách khoa, sách giáo khoa và các bản dịch giáo dục phổ biến. Khoa học gốc đã không được viết bằng tiếng Anh cho đến nửa sau của thế kỷ 17. Ví dụ, Newton đã xuất bản chuyên luận toán học của mình, còn được biết đến là Principia, những nguyên lý cơ bản trong tiếng Latin, nhưng sau đó còn xuất bản tác phẩm về các tính chất của ánh sáng, Optics, bằng tiếng Anh. Có một vài lý do tại sao khoa học gốc tiếp tục được viết bằng tiếng Latin. Việc đầu tiên chỉ đơn giản là một vấn đề của thính giả. Latin phù hợp cho thính giả quốc tế của các học giả, trong khi tiếng Anh đạt đến với mọi người về mặt xã hội rộng lớn hơn, nhưng hướng đến thính giả trong khu vực. Do đó, khoa học phổ biến được viết bằng tiếng Anh. Lý do thứ hai chọn viết bằng tiếng Latin có thể học cách sai lầm. Một cách sai lầm đã là một mối quan tâm cho việc giữ bí mật. Việc công bố rộng mở đã mang những nguy hiểm vào việc đưa vào những ý tưởng phạm vi sơ bộ công cộng mà vẫn chưa được khám phá đầy đủ bởi tác giả của họ. Các mối quan tâm này ngày càng gia tăng về những quyền sở hữu trí tuệ đã là một đặc điểm của thời kỳ này. Nó phản ánh cả hai khái niệm nhân văn của từng cá nhân và nhà khoa học có lý trí, người mà đã phát minh và khám phá thông qua việc một mình lao động trí tuệ, và sự gia tăng kết nối giữa khoa học gốc và khai thác thương mại. Có một cái gì đó của một sự phân biệt xã hội giữa học giả và quý ông, người mà hiểu được tiếng Latin và người thiếu một nền giáo dục cổ điển, là những người đàn ông của thương mại.
và ở giữa thế kỷ 17, đó là thực tế phổ biến về việc các nhà toán học giữ bí mật những khám phá và những bằng chứng của họ bằng cách viết chúng dưới dạng thuật toán mã hóa theo ngôn ngữ hiếm dùng hoặc viết tin nhắn riêng tư đặt trong một hộp kín với sự đánh dấu của hội hoàng gia. Một số nhà khoa học có thể cảm thấy thoải mái hơn với việc viết bằng tiếng Latin một cách chính xác vì thính giả của tiếng Latin, mặc dù trên phạm vi quốc tế, vẫn bị hạn chế về mặt xã hội. Các bác sĩ trung thành nhất với tiếng Latin như một ngôn ngữ nội bộ, ngôn ngữ của người trong nghề. Lý do thứ ba là lý do tại sao việc viết khoa học gốc bằng tiếng Anh đã bị trì hoãn, có thể có liên quan đến với không đủ về ngôn ngữ của tiếng Anh trong thời cận đại. Tiếng Anh đã không được trang bị tốt để đối phó với lập luận khoa học. Đầu tiên, nó thiếu từ vựng kỹ thuật cần thiết. Thứ hai, nó thiếu tài nguyên ngữ pháp cần thiết để đại diện cho thế giới một cách khách quan và không mang tính cá nhân, và để thảo luận về các mối quan hệ, chẳng hạn như nhân quả mà có thể nằm giữa các thực thể phức tạp và giả thuyết. May mắn thay, một số thành viên của Hội Hoàng gia có một hứng thú đối với ngôn ngữ và đã tham gia vào các dự án ngôn ngữ khác nhau, mặc dù có một đề xuất vào năm 1664 về việc thành lập một ủy ban để cải thiện tiếng Anh có xác suất rất nhỏ. Các thành viên của xã hội đã làm một thỏa thuận tuyệt vời để thúc đẩy việc xuất bản khoa học viết bằng tiếng Anh. Và để khuyến khích sự phát triển của một phong cách viết phù hợp, nhiều thành viên của Hội Hoàng gia cũng được xuất bản chuyên khảo bằng tiếng Anh. Một trong những đầu tiên là Robert Hooke, người phụ trách đầu tiên của xã hội, của các thí nghiệm, người đã mô tả thí nghiệm của ông với kính hiển vi trong Micrographia 1665. Công việc này chủ yếu là tường thuật trong phong cách, dựa trên một bản ghi âm của các cuộc biểu tình và các bài giảng bằng lời nói. Vào năm 1665, một tạp chí khoa học mới, Giao dịch Triết học, đã được khai trương. Có lẽ tiếng Anh trên tạp chí khoa học quốc tế đầu tiên đã khuyến khích một thể loại mới của văn bản khoa học ngắn, tập trung vào các tài khoản của các thí nghiệm cụ thể. Thế kỷ thứ 17 đã là một giai đoạn hình thành trong việc thành lập của tiếng Anh khoa học. Trong thế kỷ sau, rất nhiều động lực này đã bị mất vì tiếng Đức thiết lập chính nó như là ngôn ngữ dẫn đầu châu Âu của khoa học. Người ta ước tính rằng vào cuối thế kỷ thứ 18, 401 tạp chí khoa học bằng tiếng Đức đã được thành lập, so với 96 tạp chí ở Pháp và 50 tạp chí ở Anh. Tuy nhiên, trong thế kỷ 19, khoa học tiếng Anh một lần nữa đã tăng trưởng đáng kể về từ vựng vì cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra nhu cầu về từ vựng kỹ thuật mới, và hội nghề nghiệp chuyên ngành mới đã được thiết lập để thúc đẩy và xuất bản trong các lĩnh vực mới.